Những năm gần đây, bánh bao cũng trở thành món ăn hấp dẫn, được biến tấu đa dạng với đủ các hương vị như bánh bao kim sa, bánh bao sầu riêng, bánh bao gà nấm. Nói tới bánh bao gà nấm, một địa chỉ được khá nhiều bạn trẻ re di trên đó chính là quán ở phố Huyện Bờ, Hà Nội. Thế nhưng mới đây, một cô gái có tên Đờ Tờ tỏ ra khá thất vọng khi ghé cửa hàng bánh bao gà nấm này và thấy chất lượng không như mong đợi. Ảnh chụp màn hình. Cụ thể, cô cho biết, bữa sáng kinh khủng à. Bánh bao gà nấm, trứng muối sốt, phố Huyện Bờ à. Nhà em gọi hai gà nấm, ba trứng muối. Bánh để tủ lạnh khách đến ăn thì quay lò vi sóng, đáng ra bánh phải có thời gian rã đông hoặc gấp lại. Bánh trứng muối của em quay 3 lần nhưng bánh vẫn đóng đá, lạnh ngắt, vỏ bánh chưa đến tay đã nguội ngắt rồi. Nhưng bánh bao vẫn còn đỏ và đóng đá do chưa kịp rã đông. Chưa bàn tới mùi vị ngon hay dở, nhưng việc mang cho khách chiếc bánh bao khâu cứng, nguội ngắt và phần nhân thì vẫn còn đỏ do chưa kịp rã đông thì cũng thật đáng chê rồi. Và đỉnh điểm, Đờ Tờ kể rằng, bánh của cô bạn được đem đi quay 3 lần vẫn còn đóng đá. Đính kèm đó, cô bạn đăng tải tấm hình nhân bánh giống cục lại để chứng minh, không nên nổi mọi người à. Em bảo chị chủ chị ấy bánh quay mấy lần vẫn đá chị ăn mà chị ấy không xin lỗi một câu. Chị ấy chỉ đáp thế à, thôi chết. Hết. Sau khi nghe xong cô bạn này than thở một hồi, một số người cũng vào bình luận tỏ vẻ cảm thông. Nhưng đa phần lại không trách quán này về việc để bánh còn đông đá mang cho khách mà thắc mắc vì cách chế biến có vẻ kỳ kỳ. Lò vi sóng nó làm mất hơi nước. Bánh bao để đá mà quay dậy nó càng khô vỏ bánh chứ làm sao mềm như hấp được. Thôi cạc ra. Ú, nhìn ảnh này mình còn cảm nhận được con gà mái qua mơ đang đẻ trứng cục ta cục tác. Bánh bao mà để tủ lạnh rồi quay lò vi sóng là không chấp nhận được rồi. Người ta gấp chứ ai lại đi quay lò vi sóng bánh bao bao giờ. Ảnh chụp màn hình. Mặc dù sau khi bài viết của Đờ Tờ được đăng tải không lâu thì chủ quán bánh bao gà nấm cũng liên hệ xin lỗi, mời ghé ăn lần sau sẽ đền bù quá đơn nhưng không thấy cô bạn phản hồi gì. Còn dân mạng thì lại được thêm chút kinh nghiệm rằng không phải hàng quán nào được review nhiều, ảnh đẹp thì đồ cũng sẽ ngon.